trà hoa đậu biếc ạ, à? đậu hay còn gọi là đậu hoa tím nữa các bạn ạ. À. Như các bạn đang thấy à, mình loạt các cây à, trà hoa đậu biếc của nhà mình. Cây thì nó cao được khoảng tầm à, 50 phân nữa Đây hoa của nó đây ạ. À. Hoa rất là đẹp đúng không ạ? Cây này người ta thường mua về lấy hoa để làm trà uống các bạn nhé. giúp an thần, đỡ mất ngủ chống uh, um, Não hóa hay là giúp uh, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường cũng như ung thư rất nhiều rất nhiều công dụng ạ có thể là dùng là dùng tươi hoặc là thường thường thì người ta hay phơi khô rồi sao nên rồi sắc uống ạ nhưng mà có thể dùng tươi cũng được ạ hoa wow, còn rất là đẹp ạ hoa wow, của nó để làm cảnh trang trí cũng được ạ. người ta còn làm cả vào những món ăn để cho nó thêm thêm bánh làm bánh ấy để cho nó thêm màu sắc rất là đẹp các bạn ai muốn mua những cây trà hoa đậu biếc thì liên hệ cho nhà mình nhá cảm ơn các bạn